mến từ các bạn. Thì trong cuộc sống này thì bên mặt trái của xã hội á, thì bên cạnh những cái nhà giàu, những hoàn cảnh giàu có thì cũng có đâu đó những cái hoàn cảnh rất là túng thiếu, nghèo khổ. Và hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một clip liên quan về người vô cư ở Việt Nam có cuộc sống như thế nào và sống thường ngày như thế nào, và cuộc sống rất là thương tâm luôn, rất là xót thương, và mình rất là cảm động. Mình biết được cái hoàn cảnh của chú, mình không biết được chú là tên gì nữa, nhưng mà mình xin quay clip này mình chia sẻ đến các bạn để mà gửi đến các bạn biết về cái hoàn cảnh người vô cư ở Việt Nam mình, và nói về cái mặt trái của xã hội. Và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh về chú để cho các bạn cùng xem nha. Con chào chú. Chú sáng sớm thấy chú đi ra làm gì chú? Dạ, người nhỏ đi ra là cái hoàn cảnh khó khăn, đi làm cái người bụng. Thì trước đó là có làm hồ, làm không bao giờ làm hết nổi. Bây giờ làm hết nổi thì hai con mẹ con cũng khó khổ. Đi làm mà bây giờ lụm đĩa chai ngày đủ ngày. Bây giờ đi chợ là Còn hoàn cảnh con thấy chú, rồi con thấy chú ngủ ở trên cầu đó, bữa nay chú ngủ ở đâu? Dạ, quê là ở gần cầu mới. Cái cầu mới là chú ngủ dưới cầu đó không? Cầu chỗ có lỗ không? Vâng. Rồi thường ngày chú làm gì vậy? Dạ, thường ngày đi nghề này á, đi qua được hai ông cầu. Bây giờ chú không có thì á, thì chú không ra là không có gì ăn. Vâng, rất là thấy cảm thương luôn các bạn này. Dạ. Các bạn xem nè. Và chú tên gì chú? Dạ. Chú tên gì chú? Phan Hùng. Phan Hùng hả chú? Dạ. Chú có rồi chú có vợ con gì không? Dạ, vợ dạ, bỏ lại biết con, vợ chị bỏ. Dạ, vợ. Dạ, còn mẹ. Mẹ mà. Rồi chú đi lang thang, rồi chú sống lang thang, rồi chú đi lụm. Dạ, chai lọ để mà sống hàng ngày á chú. Dạ, sống hàng ngày. Rồi chú lụm mà những cái chai lọ này nè, những cái chai này nè, rồi hàng ngày chú lụm. Dạ, bán thì khoảng được bao nhiêu tiền chú? Ngày là ngày giống là không qua ngày. Dạ. Ngày. Rồi bán hết cái bao là chú bán được bao nhiêu? Dạ, chỉ là đi một ngày vậy được là đi tới 4 giờ đó thì là 50. À, 20. Đi từ vậy. Sáng sớm luôn, bây giờ là hiện tại mới có 6:20 thôi mà chú đi tới 4 giờ chiều luôn. Mà dạ, lụm bán được có 50.000 đồng tiền Việt Nam nha các bạn ơi. Dạ. Nè, những cái chai nè. Rồi thường là đồ chú để trên cái cầu luôn á gì chú? Đồ ngủ mình đó rồi để trên cầu cái gì? Đúng. Mà chú có đồ đạc gì không, hay là mùng mền gì không? Dạ không có. Thì không có luôn hả? Rồi tối chú ngủ trên cây cầu á, chú lấy gì chú mình lấy lạnh, trời này rất là lạnh luôn. Dạ cảm ơn. Rồi trời lạnh nè chú, cho rồi sáng giờ chú ăn gì chưa? Chưa. Rồi chú có tiền không? Dạ chẳng chưa có. Không có luôn hả? Hoàn cảnh rất là dạ, rất là xót thương luôn á. Dạ ngay. Giờ tới ngắn nghe này, đi buổi sáng tới chiều này đủ gạo ăn. Dạ. Dạ. Chú nói lại cho các bạn nghe tới chú tên gì chú? Dạ Phan Hùng. Phan Hùng hả? Dạ. Hiện tại là rồi chú hiện tại là mình đang có mặt ở tại chú Phan Hùng, xã Tài Văn, huyện Trần Đề và tỉnh Sóc Trăng các bạn ơi. Dạ. Mình gặp cái hoàn cảnh của chú này, không có nhà cửa nè. Rất là dễ thương luôn. Mình quay hoàn cảnh cho cả nhà xem nè, các bạn xem nha. Chú trời này hồi đó chưa nắng lắm mà sao chú không kiếm cái nón đội vô chú? Dạ. Kiếm cái nón đội vô cho nó mát. Dạ, cảm ơn. Hoàn cảnh rất là thấy thương luôn á. Thôi rồi, chút trước chú nói chú có đi làm hồ hả chú? Dạ. Có đi làm hồ hả? Dạ, dạ. Trước làm hồ. Làm hồ là hết nổi, bây giờ thì chú bằng cảnh ra thêm thằng làm cái chai. Chú giống ngà là giống qua ngày, ngày rưỡi ngày. Rồi chú dạ, có bệnh gì không? Bệnh tại dạ. Có bệnh cho người không mà đi làm hồ không được chú? Nó là đi nó cứ nhức nhột quá chứ. Nó là con bữa này thôi. Rồi đi bác sĩ à, tay là tay ôm đó. Dạ. Đi bác sĩ bà là kiếm ra là phải 300.000.
cấp cứu tổ chức đó, bây giờ là không chưa không gạo không đủ ăn thì chống qua ngày, bây giờ thì là phải ra ngày này. Hoàn cảnh của chú rất là thương luôn, chú Phạm Hùng đó chú, của chú Phạm Hùng các bạn ơi. Vì vì hoàn cảnh mà hoàn cảnh là lúc đi làm mồ không được nữa, rồi không có nhà cửa, giờ phải đi lụm ca chai á, lụm ba cái chai lọ. Đây là những cái chai lọ mà khách vãng lai dọc đường á, người ta dục ở bên cặp lộ các bạn. Chú Hùng á phải đi lụm dài dọc đường này nè. Đây, đi lụm dọc đường này để mà kiếm xin nhai qua ngày các bạn ơi. Rất là nhiều nè. Đây nè, đây cũng là cái chén dĩa mà người ta dục á rồi. Một bao này là chú bán khoảng được bao nhiêu chú Hùng? Nếu một bao lớn vậy đó là được là 20, 30. 30 ngàn á. Dạ gì bao nhiêu rồi, được bao nhiêu rồi, bán bao nhiêu rồi? Này được cửa là hết cả đi coi là cửa 72 là 6 ngàn. 6 ngàn hả? Dạ. Rồi lụm mà lụm chứ lụm lâu chưa? Cái này cái bao này sáng giờ nè. Dạ. Đi khoảng được mà bao khoảng bao nhiêu cây số mới lụm được một bao này nha? Chùa Cà Len hả? Dạ. Đi từ đây xuống chùa Cà Len. Dạ rồi, chạy đi ra bán. Vậy là tới khoảng 3-4 cây số thôi chứ. Dạ. Đây là các bạn ơi, rất là thấy thương luôn các bạn ơi. Đây nguyên một cái ly lụm gần 4 cây số mà mới được có một cái bao có 6.000 đồng à các bạn. Mình rất là thấy thương chú Hồng Hùng luôn. Hoàn cảnh không có nhà cửa, rồi vợ bỏ. Rồi không có nhà cửa, vợ sống lang thang đi lụm chai lọ để mưu sinh, và buổi tối thì chú ngủ trên dọc cầu. Hoàn cảnh rất là thấy thương luôn, mình chia sẻ lên đến các bạn người và cái hoàn cảnh của chú Hùng vô gia cư sống ở Việt Nam này. Mong là các bạn nếu mà cảm thấy hay hãy chia sẻ clip này đến để mà giúp đỡ những cái hoàn cảnh cơ nhở trong cuộc sống này rất là nhiều luôn các bạn. Đây là cái nghề hàng ngày của chú nè, mình nhớ chia sẻ cho các bạn xem cái clip của chú đi lụm nha trai nha. Dòng người vẫn tấp nập trôi, chú Phạm Hùng thì vẫn phải đi lụm kiếm cơm hàng ngày. Hoàn cảnh rất là thấy thương và tội nghiệp luôn các bạn ơi. Chú Hồng Hồng hàng ngày phải đi lụm cái chai, lụm ba cái chai lọ nè các bạn. Sao khoảng thời gian nãy giờ lụm đầy bao cho chú? Dạ. Rồi đầy bao chú Hùng? Đầy bao chưa? Chưa. Chưa nè. Rồi. Vậy là được bao nhiêu rồi, được khoảng bao nhiêu tiền rồi chú? Được 10 ngàn chưa? Chỉ trang cái này bán hết mức là từ được 6 ngàn bạc. 6 mấy ngàn hả? Dạ. Hoàn cảnh của chú Phạm Hùng rất là thấy thương luôn đó các bạn ơi. Vâng, thì mình chia sẻ clip của mình á về cái hoàn cảnh này. Hy vọng rằng á một ai đó, bạn nào có hoàn cảnh tốt thì giống như câu nói của người xưa thì lá lành đùm lá rách, thì có dịp có đi ngang cái xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng này, gặp chú Phạm Hùng phải giúp đỡ cho nhỏ hoàn cảnh của chú. Hoàn cảnh không có nhà cửa, vợ bỏ và còn có mẹ già nữa, rất là thấy thương luôn. Thì cuối clip này con cũng cảm ơn chú Phạm Hùng rất là nhiều luôn, đã cho con quay lại cái clip để nói về cái cuộc sống cơ nhỏ khó khăn ở Việt Nam của mình. Vâng, thì chúc chú dồi dào sức khỏe và luôn có niềm tin để mà nghị lực để mà vượt lên trong cuộc sống này nha. Vâng, rồi cảm ơn chú nha. Vâng, kính thưa các bạn, thì chú hoàn ảnh của chú Phan Hùng chỉ là một trong những cái hoàn cảnh rất là một con những hoàn cảnh sống của người Việt mình vô gia cư, không có nhà ở, và nói gọi là giống như cái mặt trái của xã hội. Đó là chỉ một trong số rất là nhiều hoàn cảnh giống như chú Phan Hùng đâu đó mình thấy còn rất là nhiều. Hôm nay mình mới chia sẻ lên các bạn có hoàn cảnh của chú Phan Hùng về một phần nhỏ nào về cái góc nhìn về mặt trái của xã hội, đó là về cái người Việt Nam mình sống vô gia cư, cuộc sống vô gia cư
ở Việt Nam như thế nào và cuộc sống như thế nào và hoàn cảnh như thế nào. Vâng, thì qua hoàn cảnh của chú Phan Hùng thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã xem hết clip của mình ngày hôm nay. Và nếu cảm thấy cái clip mình chia sẻ về cái cuộc sống người vô gia cư ở Việt Nam mình, về cho hoàn cảnh của chú Phan Hùng cảm thấy hay, hãy nhớ like video và share video này, chia sẻ đến mọi người cùng biết để mình cùng chung tay đóng góp để mà đoàn kết giúp đỡ nhau, để thêm niềm tin động lực cho những hoàn cảnh cơ nhỡ khó khăn giống như chú Phan Hùng, có thêm niềm tin động lực để trong cuộc sống này để chú vươn lên, mọi người để vươn lên sống và tiếp tục vui vẻ và nghị lực trong cuộc sống này. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem hết cái clip chia sẻ mình ngày hôm nay, và chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và niềm tin trong cuộc sống nha. Vâng, cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn vào clip lần sau nha. Tạm biệt.